Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết thì ở những video lần trước ấy, thì mình đã nói rằng những cái điện thoại mà nếu mà chúng ta không mua thì nó có thể rất nhanh hết hàng. Ví dụ như là con Xiaomi Mi 8 này, nếu chúng ta không mua thì sau này chúng ta chỉ có thể mua được trong cái đợt giá đó kiểu như là Mi 9 SE để thay thế thôi. Nhưng mà hiệu năng của nó thì lại thua kém rất xa so với cả Xiaomi Mi 8. Đó là còn chưa kể pin nó cũng kém hơn, camera của nó cũng kém hơn, vân 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 vân. Đấy, hoặc là nếu mà chúng ta không mua con Xiaomi Mi 8 Lite hoặc Mi 8 SE chẳng hạn, thì sau này chúng ta cũng thể chỉ có thể lựa chọn là những cái sản phẩm như kiểu Redmi Note 7 với Redmi Note 7 Pro thôi. Mà những sản phẩm đó thì không thể so sánh được với Mi 8 SE. Đấy. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng ngồi đây để nói cho các bạn xem là liệu thời điểm hiện tại chúng ta mua Redmi Note 5 Pro có phải là hợp lý hay không? Bởi vì là đây là cái thời điểm cuối chu kỳ của cái con Redmi Note 5 Pro này rồi. Và cũng nói luôn đấy là nếu chúng ta không mua thì nó cũng sẽ nhanh hết thôi. Đấy, Redmi Note 7 đã ra mắt cũng khá rồi. Về Việt Nam cũng được khoảng thời gian rồi. Đấy, nhiều bạn bây giờ đang ở trong cái tâm lý đấy là sợ là nếu mà bây giờ không mua Redmi Note 5 Pro thì có lẽ là chẳng còn khi nào đáng mua Redmi Note 5 Pro được. Đấy, nhưng mà đứng dưới tư cách là người dùng, tư vấn cho người dùng đi. Đấy, mình hôm nay đứng dưới tư cách người dùng để tư vấn cho các bạn. Thì mình nghĩ là thời điểm hiện tại mua cũng được, mà không mua cũng chẳng sao. Bởi vì là nếu bây giờ chúng ta không mua Redmi Note 5 Pro thì chúng ta đã có những sự lựa chọn thay thế rồi. Ví dụ như là Xiaomi Mi 6X chẳng hạn. Bây giờ nhá, giá của Redmi Note 5 Pro đang được bán tại Clickbuy với phiên bản RAM 3, bộ nhớ trong 32 là 2.990.000 đồng. Còn nếu mà các bạn muốn lên phiên bản RAM 4, bộ nhớ trong 64 thì sẽ là 3.590.000 đồng. Hai sản phẩm này thì đang lệch nhau khoảng 600.000 đồng. 600.000 đồng trong phân khúc giá rất rẻ như này thì mình cũng khuyên các bạn là nên mua cái phiên bản RAM 3, bộ nhớ trong là 32 cho nó tiết kiệm. Đấy. Nhưng mà Redmi Note 5 Pro điểm qua tất cả yếu tố của nó nhé. Thiết kế ổn, có khung kim loại, màn hình thì được Full HD, hiệu năng thì được chip 636, RAM 3 với cả ROM 32 cũng gọi là ổn ở trong tầm giá. Đấy, camera thì cũng được camera kép, thời lượng pin thì siêu trâu luôn. Đấy, đấy là tất cả những cái lý do khiến cho Redmi Note 5 Pro là chiếc điện thoại thì quốc dân của năm 2018. Tuy nhiên, sau khi mình làm xong cái video về chiếc điện thoại Xiaomi Mi 6X ý, mức giá của nó chỉ hơn có khoảng 200-300.000 gì đó, mà nó hơn hẳn ở cái con chip 660, hơn hẳn về việc thiết kế nó mỏng nhẹ hơn, hơn cả về camera nữa. Và những điều đó là những điều mà mình nghĩ là nó đáng mua hơn là Redmi Note 5 Pro. Đấy, chứ còn nếu mà bây giờ chúng ta cố lên ý, tầm khoảng cao hơn ở Mi 6X nhá, chúng ta sẽ lại phân vân với cả Redmi Note 7. Bởi vì Redmi Note 7 bây giờ chúng ta cũng có thể mua với mức giá dưới 4 triệu rồi. Đấy, hoặc là lại tầm giá Redmi Note 7 đi, chúng ta lại phân vân sang với cả Mi 8 Lite. Xong rồi chúng ta lại nghĩ là ồ sao không cố lên tí nữa để lên Mi 8 SE. Nếu mà cố như thế thì cố mãi đúng nào. Đấy, và mình nghĩ rằng là thời điểm hiện tại các bạn có thể mua Redmi Note 5 Pro hoặc là không, và cũng có thể để cho nó kết thúc vòng đời tại đây được rồi. Đấy, chứ nó không phải là một sản phẩm đáng mua đến mức độ là nếu mà không mua, sợ không mua là nó hết sạch ngay đâu. Đấy, nó hết cũng chẳng sao cả, bởi vì còn rất nhiều những sự lựa chọn khác có thể thay thế. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Redmi Note 5 Pro? Và theo các bạn thì cái thời điểm hiện tại các bạn có bỏ tiền ra để mua Redmi Note 5 Pro hay không? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.